Bác sĩ cảnh báo ăn trứng gà với rau này sẽ rước ung thư, cẩn thận có ngày chết đột tử. Quý vị cô bác thân mến, trứng là thực phẩm quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong căn bếp của mọi gia đình. Các món ăn từ trứng vô cùng thơm ngon và cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể con người. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, nếu như cô bác không biết mà ăn trứng cùng với ba loại rau đại kỵ dưới đây thì chẳng khác nào tự ăn thuốc độc, tàn phá gan thận, rước ung thư và thậm chí là có ngày chết đột tử. Vậy để biết đó là những loại rau nào và tại sao ăn cùng trứng lại nguy hiểm như vậy, hãy cùng với truyền hình sức khỏe tìm hiểu để biết mà tránh cô bác nhé. Bà con chú ý chớ dại mà ăn trứng với ba loại rau này, kẻo ôm trọn ung thư rước trọn độc tố, càng ăn càng nhanh chết, xem ngay để biết mà tránh. Loại rau đầu tiên trong danh sách đại kỵ với trứng đó là rau lang. Làm đến nội dung này thì tôi lại nhớ ngay đến câu chuyện của mình vào tháng 11 năm ngoái. Hôm đó tôi đi làm về buổi trưa, mở tủ lạnh thấy còn vài quả trứng và một mớ rau lang nên lấy nấu ăn luôn cho qua bữa. Không hiểu sao thì sau khoảng một tiếng sau thì tôi thấy đau bụng dữ dội, nôn mật xanh mật vàng, mặt mũi tái mét. 10 phút sau nữa thì thấy trời đất như là tối sầm lại, cổ họng cứng ngắc, bụng đau quá nên cứ ôm bụng mặc nằm quằn quại giữa nhà. May sao thì có người hàng xóm sang chơi thấy vậy bèn hô hoán cả, đưa đi cấp cứu nên tôi qua được cơn nguy kịch. Sau khi xem kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm thì tôi mới biết được là nguyên nhân mình bị ngộ độc là do ăn trứng với rau lang. Sở dĩ là việc kết hợp này thì có thể gây hại cho sức khỏe là bởi phốt pho trong rau lang khi kết hợp với lipid trong trứng sẽ tạo thành một độc dược có tên là polonium. Đây là loại chất khiến cho con người bị căng thẳng thần kinh, co giật, nôn ra máu và tử vong. Còn nhẹ hơn thì rối loạn tiêu hóa, khó thở và nôn mửa liên tục. Chưa dừng lại ở đó thì việc kết hợp hai nguyên liệu này trong thời gian dài còn khiến cho cơ thể bị cản trở quá trình hấp thụ canxi, từ đó dễ bị loãng xương, thoái hóa đau nhức xương khớp và đi lại rất khó khăn. Vậy nên thì cô bác chớ dại mà ăn rau lang và trứng gà cùng một lúc, kẻo rước họa vào thân, đột tử thọ non chẳng ai hay nhé. Quá trình sử dụng trứng gà thì tuyệt đối không được lạm dụng bởi trong số các loại thực phẩm thì trứng gà là loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cực kỳ là cao, thậm chí còn cao gấp 20 lần so với thịt bò. Nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều thì đây có thể là bị xơ vữa động mạch, suy tim và đột quỵ. Theo các chuyên gia thì đối với người lớn thì ngoài 50 tuổi thì chỉ nên ăn tối đa 5 quả trứng trên một tuần và không nên ăn vào buổi tối đâu cô bác nhé. Loại rau thứ hai độc gấp 10 lần thạch tín khi ăn với trứng gà đó là rau cần tây. Cho tôi hỏi là gia đình cô bác ở đây có hay ăn rau cần tây không ạ? À? Nếu có thì cô bác hãy cẩn trọng, tránh kết hợp chúng với trứng gà nhé, bởi đây là cặp thực phẩm đại kỵ có thể tác động xấu đến sức khỏe, thậm chí là lấy đi tính mạng của người dùng bất cứ lúc nào. Cụ thể thì thành phần của trứng gà có hàm lượng sắt khá là cao, khi kết hợp với vitamin C trong cần tây thì chúng sẽ sinh ra chất độc là arsen, là tên gọi khác của thạch tín. Khi quá ngưỡng thì arsen sẽ gây ra ngộ độc với các biểu hiện như là nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, tiểu khó và tử vong nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời. Chưa dừng lại ở đó thì theo quan niệm đông y, trong khi cần tây hao khí thì trứng gà lại có đặc điểm là ích khí, ăn cùng lúc sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày, khiến tạng phủ không thể cân bằng được giữa hai trường phái, dần dần sẽ mất nhiều nước, suy nhược cơ thể, buồn nôn và đau quặn bụng phải nhập viện, cực kỳ là nguy hiểm cho sức khỏe. Đó là chưa kể là nếu ăn quá nhiều và cùng lúc thì hoạt chất niacin trong cần tây còn khiến gan bị tổn thương, làm tăng tiết dịch mật và rối loạn chức năng gan. Vậy nên tốt nhất là cô bác tuyệt đối không được ăn cần tây và trứng gà cùng một lúc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thêm nữa là cũng hạn chế việc bảo quản trứng gà trong tủ lạnh, đặc biệt là ở cánh cửa, vì cửa của tủ lạnh là phần ấm nhất trong thiết bị này, vì vậy trứng để ở đây sẽ bị hỏng và ung hơn. Bên cạnh đó thì trứng càng để lâu tại cánh cửa thì càng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn avidin, tác nhân gây ngộ độc cấp và viêm loét dạ dày. Riêng đối với người già, người có thể trạng yếu, thường xuyên ăn trứng gà nhiễm khuẩn avidin còn dễ bị chán ăn, yếu ớt, đau cơ và rụng lông mày. Loại rau thứ ba được ví như là kẻ thù của trứng gà đó là rau mùi. Nếu cô bác nào ở đây có suy nghĩ là rau mùi là loại rau thơm, lành tính, cho vào món ăn nào cũng được, thì chúng tôi xin khẳng định đó là suy nghĩ vô cùng sai lầm. Bởi theo các chuyên gia thì rau mùi mà ăn chung với trứng gà thì chẳng khác nào tự ăn thuốc chuột. Nguyên nhân là vì trong rau mùi có chứa một lượng lớn tinh dầu axit tannic. Khi kết hợp với protein có trong trứng thì sẽ tạo thành hợp chất protanic, làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Nếu tình trạng này mà tái diễn thì mọi người có thể đối mặt với chứng táo bón, mệt mỏi, thậm chí là ngộ độc.
Trên thực tế thì tại một số bệnh viện cũng đã ghi nhận trường hợp ngộ độc cấp tính với các dấu hiệu như là buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Vậy nên nếu lỡ ăn rau mùi với trứng thì cô bác hãy ngay lập tức dùng gừng tươi nghiền nát hòa với nước ấm để uống. Trường hợp khẩn cấp thì mọi người có thể uống thuốc nhuận tràng với thật là nhiều nước để đào thải chất độc một cách nhanh chóng. Có một lưu ý khi cô bác nấu các món trứng đó là không cho mì chính khi đang nấu, bởi nhiệt độ cao glutamic trong trứng sẽ biến tính thành axit glutamic. Chất này cũng là thành phần chủ yếu của mì chính, do vậy việc cho thêm mì chính khi chế biến trứng đồng nghĩa với việc chúng ta ăn quá nhiều là mì chính. Dùng quá nhiều mì chính sẽ gây ra rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não. Chưa kể đến việc là gan thận cũng phải làm việc cật lực để đào thải độc chất nên lâu ngày dễ bị suy yếu. Đối với những người già thì dùng mì chính vượt quá ngưỡng cho phép cũng có thể gây ra ngộ độc với các biểu hiện như là nóng gan sau gáy, khô cổ và ho liên tục. Tốt nhất là khi nấu chín rồi thì cô bác tắt bếp rồi mới thêm mì chính vào trứng gà nhé. Loại rau thứ tư ăn với trứng gà sẽ sinh ra hàng trăm thứ bệnh, đó là rau má. Cô bác có công nhận với tôi không? Mùa hè mà có bát canh rau má hay là cốc nước rau má giải nhiệt thì đúng là quá tuyệt. Nhưng khi đã thưởng thức những món này thì cô bác mọi người phải tránh xa món trứng gà, kẻo có ngày hối không kịp đó ạ. Đó là bởi khi tiến hành phân tích, các chuyên gia nhận thấy trứng gà chứa hàm lượng protein khá là cao. Khi kết hợp chung thì hoạt chất cellulo trong rau má sẽ làm cho protein kết dính, lắng động lại và gây nên tình trạng khó tiêu. Nếu tái diễn thường xuyên thì về lâu về dài, người dùng dễ mắc bệnh methemoglobin. Việc này dễ khiến cơ thể có triệu chứng tím da, đau mắt đỏ và chảy máu cam. Vậy nên thay vì kết hợp với trứng gà thì chuyên gia đưa ra lời khuyên cho cô bác là hãy kết hợp rau má với con hến, mộc nhĩ hay là thịt ngan. Cô bác thân mến, trên đây là 4 loại rau đại kỵ với trứng gà. Cô bác lưu ý thận trọng trong khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Còn nếu cô bác đang băn khoăn không biết nên ăn trứng gà với rau gì để vừa đảm bảo an toàn lại vừa tốt cho sức khỏe thì có thể tham khảo 5 gợi ý dưới đây của chương trình nhé. Loại rau đầu tiên giúp cô bác đẩy lùi hàng tá bệnh khi ăn cùng trứng gà đó là rau hẹ. Cho tôi hỏi là đã bao nhiêu lâu rồi cô bác không ăn rau hẹ? Tôi biết là có cô bác thì 2-3 ngày lại ăn một lần, có cô bác thì do không trồng được mà cũng chẳng tìm mua được nên mấy năm, thậm chí là cả chục năm rồi chưa được ăn. Nhưng chúng tôi phải khẳng định rằng thời điểm hiện tại mà cô bác vẫn thờ ơ dửng dưng với rau hẹ thì đó quả là một điều thiếu sót đấy ạ. Bởi từ rất lâu rồi, bên cạnh vai trò là một nguồn thực phẩm thì rau hẹ còn được các chuyên gia đánh giá rất cao về khả năng phòng ngừa và điều trị bệnh. Một trong số đó phải kể đến đó là bệnh huyết áp cao. Bởi có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong rau hẹ có chứa hàm lượng folate và các chất chống oxy hóa khá là dồi dào. Sử dụng thường xuyên thì chúng sẽ giúp bảo vệ thành mạch khỏi các chất có hại và ngăn chặn sự phát triển của các mảng bám cholesterol trong mạch máu, từ đó giúp bảo quản cho quá trình lưu thông máu luôn được thông suốt và giữ huyết áp được duy trì ở mức ổn định. Không chỉ vậy thì chúng còn hỗ trợ phục hồi và hạn chế tối đa những tai biến do bệnh huyết áp cao để lại một cách rất hiệu quả. Còn bài thuốc chữa bệnh huyết áp cao từ rau hẹ thì cũng rất là đơn giản thôi. Cô bác chỉ cần chuẩn bị lá hẹ đem đi rửa thật sạch rồi đem xay hoặc là giã nhỏ. Sau đó lọc lấy nước cốt và bỏ phần bã đi, thêm một chút nước để giảm bớt mùi hăng và sử dụng hỗn hợp thu được để uống mỗi ngày. Lưu ý là uống sau khi ăn đã no. Và trong quá trình điều trị huyết áp cao, cô bác cũng nên duy trì một chế độ dinh dưỡng đầy đủ trái cây, rau xanh, ngũ cốc và thịt nạc để cân bằng được chỉ số đường huyết ở mức ổn định cô bác nhé. Loại rau thứ hai giúp tận diệt căn bệnh ung thư khi ăn với trứng gà đó là rau cải bẹ. Có thể là cô bác chưa biết, tính đến hết tháng 12 năm 2021 thì Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc mới ung thư cao thứ hai trên thế giới. Thực tế hiện nay thì ít nhiều mọi người cũng đã có ý thức trong việc chủ động phòng tránh và tầm soát ung thư. Tuy nhiên thì mọi thứ mới chỉ dừng lại ở việc tránh xa những loại thực phẩm, đồ uống có hại như là đồ ăn nhanh, mì tôm, rượu bia, thuốc lá, v.v. Trước khi mà được hỏi sử dụng những thực phẩm nào để phòng ngừa bệnh ung thư thì đa số mọi người đều không biết. Trong khi đó thì dưới góc nhìn của các chuyên gia, những thực phẩm đó lại rất quen thuộc và rẻ tiền và dễ tìm mua. Điển hình như là rau cải bẹ là một ví dụ, chúng không chỉ có vai trò là một nguồn dinh dưỡng mà còn được tận dụng để phòng ngừa và điều trị bệnh vô cùng hiệu quả. Đó là bởi những thực phẩm có màu xanh đậm như là cải bẹ có chứa các hợp chất chống oxy hóa như là flavonoid, beta-carotene và vitamin. Đây là những chất cần thiết giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa tế bào, từ đó làm giảm nguy cơ mắc phải các bệnh lý nghiêm trọng như là bệnh tim, ung thư và bệnh suy giảm trí nhớ. Ngoài ra thì các chất chống oxy hóa này còn đóng vai trò thiết yếu trong việc đối phó với các gốc tự do trong cơ thể bằng cách trung hòa chúng,
từ đó góp phần tăng cường sức đề kháng, giúp cho cơ thể chống lại các tình trạng viêm nhiễm như là ho, cảm cúm. Đặc biệt, do rau cải xanh có chứa nhiều chất diệp lục thực vật và chất xơ, nên chúng sẽ bảo vệ đường tiêu hóa, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ bị trĩ, táo bón và viêm loét dạ dày. Thêm một lưu ý nữa khi sử dụng rau cải bẹ đó là cô bác tuyệt đối không được hâm nóng lại, vì quá trình hâm nóng lại có thể gây ra sự chuyển đổi nitrat thành nitric, hoạt chất gây ung thư vô cùng nguy hiểm cho con người. Loại rau thứ ba kết hợp với trứng gà còn tốt gấp trăm lần nhân sâm tổ yến, đó là rau bắp cải. Trên thực tế thì rau bắp cải không chỉ rẻ tiền lành tính mà còn đa dạng trong cách chế biến nên được rất nhiều bà nội trợ yên tâm tin tưởng lựa chọn. Tuy nhiên thì ăn bắp cải đã nhiều nhưng có thể là cô bác chưa biết. Ngoài vai trò là một loại thực phẩm thì từ rất lâu rồi, y học hiện đại trên thế giới đã tận dụng chất dinh dưỡng để điều trị bệnh nữa cô bác ạ. Cụ thể thì vào năm 1948, người ta đã phát hiện ra trong rau bắp cải có chứa vitamin U, có tác dụng chống viêm loét, kích thích quá trình tái sinh tế bào trong niêm mạc dạ dày và ruột. Do đó thì bắp cải có thể dùng làm thuốc chữa viêm loét dạ dày, viêm đại tràng và táo bón rất là hiệu quả. Ngoài ra thì trong bắp cải có chứa rất là nhiều kali, vậy nên đây là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của tim mạch, giúp duy trì và lưu thông máu khỏe mạnh, tránh tắc nghẽn các loại mạch máu đến tim. Đặc biệt là kali trong bắp cải còn giúp giảm thiểu đi các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp cao hiệu quả. Hơn thế nữa thì bắp cải và các loại rau xanh cùng họ còn giúp chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Loại thực phẩm này có chứa chất kích thích enzyme mang lại hiệu quả trong việc kiềm chế tốc độ tăng trưởng khối u. Tuy nhiên thì theo nghiên cứu, bắp cải là loại rau chứa khá là nhiều axit oxalic. Khi được tiêu thụ quá nhiều thì chúng sẽ tạo thành các muối oxalat. Chính vì vậy thì những người đang bị suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo thì phải tránh xa bắp cải, không nên dùng bắp cải. Với người khỏe mạnh khi ăn bắp cải thì nên cắt nhỏ và nấu kỹ để giảm thiểu lượng axit oxalic trong loại rau này. Loại rau thứ tư được nhiều chuyên gia khuyến khích nên kết hợp với trứng gà đó là rau cải bó xôi. Khi làm về nội dung này thì ban biên tập chương trình đã nhận được thư của một vị khán giả với nội dung như sau. Xin chào chương trình, tôi tên là Trần Văn Dũng, năm nay đã 59 tuổi, quê ở Thành Khê, Phú Thọ. Do cũng đã có tuổi rồi nên tôi rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên thì do điều kiện hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, không có tiền nên tôi thường xuyên ăn các loại thực phẩm, đặc biệt là các loại rau để tăng cường sức khỏe và thể lực. Trong một số đó thì phải kể đến đó là rau cải bó xôi. Vậy xin hỏi các chuyên gia là cách làm này của tôi có phù hợp hay không? Và về lâu dài thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, thưa bác Dũng cũng như là các quý vị khán giả, trước hết thì chúng tôi xin khẳng định rằng rau cải bó xôi là một loại thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Vậy nên thì cô bác hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày của mình nhé. Trước hết thì khoa học đã chứng minh là trong loại rau cải này rất giàu một hợp chất có khả năng phòng chống ung thư, đó chính là flavonoid. Ăn rau cải đúng cách thì sẽ giúp ngăn ngừa bệnh ung thư tiền liệt tuyến và ung thư gan, ung thư dạ dày. Ngoài ra thì cải bó xôi còn bảo vệ hệ thần kinh, thúc đẩy não bộ tư duy tốt và minh mẫn hơn. Đặc biệt là người già thì nên ăn loại rau này để ổn định hoạt động và duy trì các chức năng não bộ. Trong quá trình sử dụng thì cô bác cũng cần lưu ý là cải bó xôi đại kỵ với tôm cô bác nhé. Đó là bởi loại rau này chứa nhiều axit phytic kết hợp với canxi tôm thì chúng sẽ trở thành muối. Ăn quá nhiều thì sẽ gây áp lực lên thận và dẫn đến hàng loạt bệnh lý về tim mạch. Cuối cùng thì cô bác mà muốn bệnh tật không hỏi thăm thì cứ chăm ăn trứng gà với ớt chuông nhé. Nhắc đến ớt chuông thì tôi biết chắc chắn là đa số mọi người nghĩ ngay đến loại quả màu đỏ có vị cay đặc trưng. Thậm chí có người còn không thể ăn được dù chỉ là một ít. Tuy nhiên thì trong họ nhà ớt lại có một loại quả mà đặc tính khác hoàn toàn, đó là ớt chuông. Ớt chuông hay còn gọi là ớt ngọt sở hữu phần thịt dày, mùi. Hiện nay ớt chuông có các màu phổ biến như là đỏ, vàng, xanh, cam. Nhưng nhìn chung thì chúng đều giàu chất dinh dưỡng và mang đến nhiều lợi ích cho người dùng. Trước hết thì phải khẳng định rằng sử dụng ớt chuông dưới mọi hình thức đều đem đến hiệu quả cực tốt cho sức khỏe, đường hô hấp với các thành phần chứa vitamin C, magie, kali giúp tăng sức khỏe hệ thống hô hấp, đồng thời cắt giảm nguy cơ bị các bệnh về phế quản, phổi và viêm mũi. Bên cạnh đó thì nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng ớt chuông đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch vành. Bởi vậy, trong loại quả này có một lượng lớn chất capsaicin. Đó không chỉ là giúp làm ấm giãn mạch mà còn có thể điều hòa huyết áp, bình ổn nhịp tim, đồng thời cải thiện lưu lượng máu cung cấp đến các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là ớt chuông còn rất giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan có lợi cho việc thúc đẩy đường tiêu hóa, giảm táo bón, bảo vệ ruột và loại bỏ các vi khuẩn có hại.
Đồng thời thì chất xơ này còn giúp kiểm soát lượng đường và giảm cholesterol trong máu, từ đó thì hạn chế được nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường. Theo các chuyên gia thì thời điểm ăn ớt chuông lý tưởng nhất là vào mỗi buổi sáng, sau khi cô bác mới ngủ dậy và uống nước xong. Lý do là bởi vì buổi sáng là lúc hệ tiêu hóa rất là khỏe mạnh, đồng thời có khả năng hấp thụ cao, ăn ớt chuông lúc này sẽ giúp các chất dinh dưỡng có bên trong được hấp thụ vào cơ thể một cách tối đa nhất. Cuối video ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ tới cô bác lời Phật dạy của Đức Phật về chữ nhẫn trong cuộc sống. Nhẫn có nghĩa là lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh bản thân, là chịu khó kiên trì đến cùng theo đuổi công việc. Nhẫn còn có ý khuyên chúng ta là hãy cố gắng dằn lòng, tránh bực tức. Nếu không biết nhẫn, khi gặp chuyện khó chịu, không vừa lòng thì lập tức bộc lộ ra sắc mặt, hành động nóng nảy. Nhẫn là đức tính đẹp thể hiện sự tự chủ của bản thân trước những khó khăn, áp lực của các yếu tố bên ngoài tác động vào. Nếu không làm chủ được bản thân thì để cơ quan nóng giận bộc phát sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Vì vậy thì khi gặp vấn đề khó khăn thì cần giải quyết, phải hết sức bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra quyết định. Bài học về chữ nhẫn cho chúng ta đó là học nhẫn để yêu thương, thêm kiên trì, tâm trong sáng. Nhẫn giúp cho cuộc sống càng thêm ý nghĩa và củng cố niềm tin của mọi người vào một tương lai tốt đẹp. Nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Trân trọng cảm ơn cô bác đã chú ý quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.